Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 3 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Các đức giám mục Kazakhstan mong chờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hành trình tông du Kazakhstan, thông điệp của Đức Thánh Cha gửi lễ hội giới trẻ quốc tế ở Mễ Du và các đức giám mục châu Phi buồn phiền khi giới trẻ rời lục địa. Sau đây là phần tin chi tiết. Các đức giám mục Kazakhstan mong chờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hai ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến khả năng thăm Kazakhstan trên chuyến bay từ Canada về Roma, văn phòng báo chí tòa thánh chính thức xác nhận Đức Thánh Cha sẽ có chuyến tông du đến Kazakhstan vào tháng 9. Đức Thánh Cha sẽ tham dự đại hội các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ 7 diễn ra tại Nur-Sultan, thủ đô Kazakhstan. Khi nghe thông báo chính thức, Đức Giám mục Adenio de Loro của Karaganda cho biết mọi người đã rất hồi hộp chờ đợi thông tin xác nhận về chuyến tông du. Ngài nói, chúng tôi đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng bằng trọn con tim, với hy vọng rằng Ngài có thể mang đến cho chúng tôi và thế giới nỗ lực vì hòa bình và đoàn kết. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du đang được triển khai sớm nhất có thể. Suy nghĩ về đất nước, Đức Giám mục lưu ý rằng Kazakhstan là một đất nước đa dân tộc và nhiều tôn giáo cùng sinh sống. Chuyến tông du này được tổ chức có thể thể hiện tinh thần đại kết lớn. Hành trình tông du Kazakhstan. Thứ ba, ngày 2 tháng 8, Vatican đã công bố hành trình của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 tại Kazakhstan. Chuyến thăm này chủ yếu tập trung vào sự kiện Đại hội các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ 7. Ngày 13 tháng 9, sau khi hạ cánh xuống Kazakhstan, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến chào hỏi Tổng thống Kazakhstan và phát biểu trước các nhà chức trách. Trong ngày tiếp theo, Đức Thánh Cha sẽ có giây phút cầu nguyện trong thinh lặng và phát biểu khai mạc đại hội. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một số vị lãnh đạo. Buổi chiều ngày 14 tháng 9, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho người công giáo tham dự. Vào ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ trò chuyện với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh của Kazakhstan. Ngài sẽ trở về Roma vào khoảng 8 giờ 15 phút tối thứ Năm theo giờ địa phương. Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi lễ hội giới trẻ quốc tế. Hàng nghìn bạn trẻ đang quy tụ tại Mễ Du thuộc quốc gia Bosnia Herzegovina để tham dự lễ hội giới trẻ quốc tế Monadfest hàng năm. Chương trình diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến các bạn trẻ. Và Đức Tổng Giám mục Ando Canvali, kinh lược tông tòa giáo xứ Mễ Du là người đọc. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề "Hãy học cùng ta, anh em sẽ được bình an". Lấy cảm hứng từ đoạn tin mừng của Thánh sử Matthew, Ngài giải thích rằng Chúa Giêsu muốn những người mệt mỏi và chịu áp bức hãy trông cậy vào Ngài. Đây là điều thường không dễ dàng khi con người có xu hướng thu mình khi gặp khó khăn. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và trở thành người kế thừa lời hứa hòa bình của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi giới trẻ noi gương Chúa Giêsu, người luôn quan tâm những người hèn mọn, khó nghèo. Xuyên suốt sự kiện, các bạn trẻ sẽ được tham dự thánh lễ, cầu nguyện, rước kiệu, châu thánh thể, cũng như tham gia các buổi hoan ca. Đây chính là cơ hội để đổi mới và làm cho đời sống tinh thần của người trẻ thêm sinh động. Các đức giám mục châu Phi buồn phiền khi giới trẻ rời lục địa. Vào cuối cuộc họp của Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar, các đức giám mục đã đưa ra một thông cáo kêu gọi tận tâm phục vụ người di cư và bày tỏ nỗi đau lòng khi chứng kiến người trẻ rời khỏi châu Phi. Đức Giám mục Ricascuia Bauer nói rằng con người có thể di cư vì nhiều lý do như tự nhiên, kinh tế, chính trị. Đối với những người có ý định di cư, đặc biệt là người trẻ, mọi người cần thực hiện đúng luật và hiểu rõ những thách thức họ sẽ phải đối mặt. Thông cáo chung của các Đức Giám mục Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar cho biết thêm, chúng tôi muốn bày tỏ nỗi đau của chúng tôi khi chứng kiến những người trẻ tuổi rời bỏ đất nước, dẫu biết rằng họ sẽ phải chịu đựng khó khăn và có thể mất mạng. Chúng tôi buồn vì không thể ngăn họ rời đi. Các đức giám mục khuyến khích người trẻ không đánh mất hy vọng và bám víu lấy Chúa bằng một cuộc sống thánh thiện.
Thông cáo chung của các giám mục khuyến khích các cộng đồng Kitô giáo trên lục địa châu Phi phát triển hoạt động chăm sóc mục vụ cho người di cư, tóm tắt trong 4 hành động: chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập. Chuyên mục suy tư tản mạn. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn lên bầu trời với những đám mây đen kéo đến ở đàng đông, ta nhận thấy trời sắp có mưa. Khi thấy dáng vàng, ta lại bảo mai chắc trời sẽ nắng. Nhìn vào những hiện tượng thiên nhiên, ta dễ nhận thấy tiết trời. Vậy dựa vào đâu để ta nhận biết được đó là môn đệ của Chúa Giêsu? Vâng, đó là sự yêu thương. Mời quý vị lắng nghe bài viết Cứ dấu này của linh mục Giuse Tạ Xuân Hòa để nhận biết rõ hơn về dấu chỉ yêu thương này. Có một lần được mời giảng lễ tạ ơn cho một nữ tu khấn chọn, tôi cứ băn khoăn đi tìm đề tài vì không biết nên giảng cái gì. Thế rồi trong giờ suy niệm, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Có tiếng nói từ sâu thẳm bên trong nhắc tôi rằng, con hãy khởi đi từ câu lời Chúa, cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Tôi hay so sánh các ngày lễ khấn hay lễ tạ ơn của nữ tu và linh mục. Các ngày lễ mở tay của linh mục thường rất hoành tráng, còn lễ tạ ơn của các sơ thì thường rất khiêm tốn. Phải chăng các nữ tu có lời khấn khó nghèo nên chỉ được phép tổ chức nhẹ nhàng chăng? Hay là quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn cứ tồn tại đâu đó trên trần gian này? Tôi thường nói đùa với các nữ tu rằng nguyên nhân sâu xa có lẽ là do ý Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa chỉ bảo ai bỏ cha mẹ, vợ con, nhà cửa, ruộng nương thì được gấp trăm ở đời này. Còn Chúa không bảo ai bỏ chồng con. Vì thế mà các sơ đi tu khổ là phải rồi. Mà đúng là các nữ tu khổ thật. Có một linh mục bạn nói với tôi, đại loại rằng mình thấy các chị em nữ tu khổ quá. Họ vất vả tối ngày. Nhiều chị em cứ phải gồng mình lên mà chiến đấu. Tôi cũng cảm nhận tương tự như vậy. Trong các thánh lễ khấn dòng hay lễ tạ ơn của các nữ tu, chúng ta thường nghe các đức giám mục và linh mục quảng diễn về ba lời khấn dòng. Đó là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ba lời khấn này như một cái gì đó cao cả tuyệt vời. Đặc biệt lời khấn khiết tịnh như một dấu chỉ về nước trời mai sau. Cá nhân tôi thì lại không thấy có gì phải ca tụng cả. Trên thực tế, đó cũng chỉ là ba lời khuyên phúc âm. Mà đã là lời khuyên thì không nhất thiết tất cả chúng ta phải đi theo. Đọc kỹ tin mừng, chúng ta không thấy Chúa bảo cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em có lòng khiết tịnh, khó nghèo hay vâng phục. Chúa chỉ nhấn mạnh vào tình yêu thương mà thôi. Như thế, thương yêu mới là điều căn bản. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị lẫn lộn không biết đâu là cái chính. Đôi khi chúng ta lại nhấn vào cái phụ và bỏ quên đi cái chính yếu. Một lần nọ, tôi được mời giảng tĩnh tâm cho một nhóm nữ tu ở thành phố Lyon bên nước Pháp. Tôi đến và vào nhà nguyện để cầu nguyện. Tôi đang quỳ thì có một nữ tu trẻ đến ghé vào tai tôi và bảo: lát nữa trong bài giảng tĩnh tâm, xin cha hãy nhấn mạnh vào đức bác ái yêu thương nhé. Chị trưởng của chúng con ở đây khó tính lắm. Chị chỉ biết đến công việc và công việc, chứ chẳng quan tâm gì đến chúng con cả. Những lời của chị nữ tu trẻ như một phát biểu đại diện cho nhiều cộng đoàn. Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa, mặc cùng một tu phục, sống cùng một cộng đoàn, hàng ngày ăn uống cùng nhau, làm việc cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau, mà sao họ lại không yêu thương nhau? Tại sao họ lại hành hạ và làm khổ nhau? Nếu họ đã bỏ mọi sự, đã sống trọn vẹn ba lời khuyên phúc âm mà lại mất đi tình yêu thương thì chẳng được ích gì. Một lần khác, tôi tới thăm một nhà dòng kia. Tôi quen với chị phó tổng ở đó. Khi tôi đến thì chị bảo với tôi rằng, tiếc quá, nếu như cha đến sớm thì con mời cha chia sẻ một chút với các em đệ tử. Tôi bảo với chị ấy rằng, tôi cần gì phải gặp đệ tử. Gặp đệ tử cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ cần gặp chị và các bề trên của chị là đủ rồi.
Nếu các vị bề trên mà được ánh sáng tin mừng tình yêu thương chiếu soi, thì các em bên dưới sẽ bớt khổ. Ngược lại, nếu bề trên mà không sáng suốt, thì làm sao dẫn dắt ai được? Những lời của tôi có vẻ khiến mấy chị bề trên hơi sốc, nhưng đó là những lời từ đáy lòng tôi. Tôi chỉ mong sao cho mọi người thực lòng yêu thương nhau, nhất là những người cùng chung một lý tưởng, cùng chung một tâm tình. Nhìn rộng ra các cộng đoàn giáo xứ cũng như các hội đoàn, chúng ta cũng thấy rất nhiều vấn đề. Người ta có thể nhân danh những công việc nghe rất thiêng liêng để xúc phạm và làm mất phẩm giá của nhau. Người ta cũng vì những điều nhỏ mọn mà mất đi tình yêu thương vốn dĩ cần phải duy trì trong cộng đoàn hay hội đoàn. Vì thế mà lời Chúa không được thực thi. Thay vì dành tình yêu thương cho nhau, người ta lại tìm cách để nói xấu và lên án nhau. Bao lâu con người cứ chạy theo những điều hão huyền, con người sẽ khó lòng tìm về được nguồn cội. Có một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi và bạn cũng đã quên đi điều cốt lõi của cuộc sống là tình yêu thương. Chúng ta coi những cái tùy phụ như là điều chính yếu, để rồi chúng ta lạc mất nhau. Tôi rất thích câu nói, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Câu nói này nhắc chúng ta nhớ rằng, mục đích chính yếu khi chúng ta có mặt ở trên đời này, đơn giản là để yêu thương. Thánh Phaolô diễn tả thật hay điều này bằng phát biểu, yêu thương là chu toàn lề luật. Còn Thánh Augustino thì nói, cứ yêu đi rồi làm gì thì làm. Lạy Chúa, xin cho con biết quay về với Chúa là cội nguồn tình yêu và với chính mình. Hằng ngày, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu vô bờ của Chúa. Từ cảm nghiệm được yêu thương vô điều kiện đó, con mới có thể sống và chia sẻ nó cho những người con gặp gỡ trên đường đời. Xin Chúa cho mọi người nhận biết được điều này để thế giới tràn ngập tình yêu thương. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.